Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ vừa bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina theo lệnh của Tổng thống Joe Biden sau khi nó bay ngang qua các địa điểm quân sự nhạy cảm trên khắp Bắc Mỹ. Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình và phản đối mạnh mẽ với việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của nước này, cho rằng Washington phản ứng thái quá và vi phạm thông lệ quốc tế. Quân đội Mỹ ngày 4 tháng 2, theo giờ địa phương, đã triển khai tiêm kích chiến đấu F-22 sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ quả khí cầu của Trung Quốc khi nó đang bay trên vùng biển ngoài khơi Nam Carolina, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khi nhận được báo cáo về khí cầu, tôi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng bắn hạ nó ngay khi có thể. Họ quyết định chờ thời điểm tốt nhất để bắn hạ là khi quả khí cầu bay trên mặt biển để đảm bảo không gây nguy hiểm cho dân thường. Họ đã bắn nó thành công và tôi muốn khen ngợi các phi công đã làm được điều đó. Cũng trong ngày 4 tháng 2, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã yêu cầu ngừng hoạt động 3 sân bay và đóng cửa không phận các khu vực thuộc hai bang Bắc Carolina và Nam Carolina, những nơi cuối cùng quan sát được khí cầu của Trung Quốc trước khi vật thể này bay ra biển. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này ra thông cáo bày tỏ sự bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắn hạ quả khí cầu, cho rằng Washington đã phản ứng thái quá và vi phạm thông lệ quốc tế. Tuyên bố nêu rõ, Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phản ứng cần thiết hơn nữa. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3 tháng 2 xác nhận quả khí cầu đã đi lạc từ nước này vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng và khẳng định đó là khí cầu dân sự, được sử dụng vì các mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng học. Song quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, Washington ghi nhận tuyên bố từ phía Trung Quốc, nhưng sự hiện diện của khinh khí cầu là sự xâm phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ và không thể chấp nhận. Quý vị, Ukraine đang tiến hành tập trận quân sự bắn đạn thật tại vùng Chernobyl, sát biên giới với Belarus. Cuộc tập trận của Ukraine được xem là động thái phòng ngừa trong trường hợp bị Nga tấn công bất chợt từ lãnh thổ của Belarus. Sự kiện được triển khai sát với vùng cấm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, có sử dụng các loại pháo tự hành từ thời Liên Xô. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Ukraine nhận được các cam kết tăng cường viện trợ vũ khí từ phương Tây trong thời gian tới. Trong đó, cam kết mới nhất đến từ Mỹ khi nước này công bố gói viện trợ trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ, bao gồm tên lửa tầm xa và các loại bom thông minh. Từ ngày 5 tháng 2, các nước Liên minh châu Âu EU chính thức ngừng mua xăng dầu tinh chế từ Nga. Với động thái này, thì các nước Liên minh châu Âu đã đoạn tuyệt hoàn toàn với dầu mỏ của Nga sau khi đã ngừng mua dầu thô của Nga từ 2 tháng nay. Ngoài ra, EU cũng hạn chế doanh nghiệp vận tải và bảo hiểm châu Âu cung cấp dịch vụ cho xăng dầu từ Nga sang các nước khác nếu giá bán vượt quá mức trần. Đây là một biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu của Nga, từ đó làm giảm khả năng duy trì năng lực quân sự của nước này. Trước đó, Liên minh châu Âu-EU ngày 3 tháng 2 đã nhất trí đặt mức giá trần 100 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga, bao gồm dầu diesel và dầu hỏa, và 45 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm được giao dịch ở mức chiết khấu, chẳng hạn như là nhiên liệu dầu. Cho đến lúc này, giá xăng dầu bán lẻ tại châu Âu không có biến động bất thường. Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan đã bị IQ Air, một trang web theo dõi ô nhiễm toàn cầu, xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày 28 tháng 1. Nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhà chức trách nước này đã quyết định xử lý hình sự các đối tượng gây ô nhiễm môi trường. Nhà chức trách Kyrgyzstan ngày 4 tháng 2 đã tiến hành một đợt kiểm tra quy mô nhằm phát hiện và xử lý những sai phạm về bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh, gồm đốt rác thải, cũng như không tiến hành lọc khói từ quá trình đốt than. Nỗ lực lần này diễn ra chỉ một tuần sau khi thủ đô Bishkek đã có thời điểm được xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chất lượng không khí ở mức 222 theo trang IQE. Theo chỉ số trên, mức trên 300 sẽ được đánh giá là không khí độc hại. Các thanh tra đã phạt chúng tôi vài nghìn som. Chúng tôi sẽ không đốt rác thải để không bị phạt. Chúng tôi cũng cố gắng để không gây hại cho môi trường. Chúng tôi đến kiểm tra một phòng xông hơi tư nhân. Họ sử dụng phòng xông hơi cho mục đích thương mại. Chúng tôi thấy họ chỉ làm nóng bằng than và không lắp đặt bộ lọc đặc biệt nào. Bộ lọc sẽ giúp giảm khí độc và khí quyển. Không có thiết bị này, khói sẽ bay thẳng vào không khí. Theo các chuyên gia sinh thái,
người dân Bishkek thường dùng than chất lượng thấp và rác thải công nghiệp cũng như lốp xe cũ làm nhiên liệu cho hệ thống sưởi ấm nhà trong mùa đông. Hồi tháng riêng, chính quyền thủ đô Kyrgyzstan đã tiến hành hàng loạt cuộc họp khẩn để thảo luận cách thức ứng phó tình trạng ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng này với kế hoạch dài hạn thay thế than trong các hệ thống sưởi bằng khí đốt tự nhiên. Thưa quý vị, Katia Echazarreta, 27 tuổi, đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Mexico và cũng là một trong số những người phụ nữ trẻ nhất bay vào vũ trụ. Echazarreta, 27 tuổi, sinh ra tại thành phố Guadalajara của Mexico và chuyển đến Mỹ khi còn nhỏ. Cô là thành viên trong phi hành đoàn thứ 5 của công ty du lịch vũ trụ Blue Origin, du hành vào vũ trụ hồi tháng 6 năm 2022. Sứ mệnh của tôi là dành cho đất nước quê hương và toàn bộ cộng đồng Mỹ Latin. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Để nhận được tài trợ của chương trình Vũ trụ với nhân loại, tham gia chuyến du hành của Blue Origin, Echazarreta đã phải vượt qua hơn 7.000 ứng viên từ 100 quốc gia để đại diện cho nữ giới và các nhóm thiểu số, khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hiện nay, nữ phi hành gia 27 tuổi đang tạm dừng sự nghiệp tại cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để làm việc tại dự luật sửa đổi hiến pháp và thông qua các luật cần thiết nhằm thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ Mexico. Theo cô, các công ty tư nhân như SpaceX hay Blue Origin không có chỗ đứng ở Mexico nếu không có khung pháp lý điều chỉnh, chẳng hạn như việc phóng tên lửa. Một cuộc đua xe chỉ dành cho nữ giới vừa được tổ chức ở Algeria, thu hút đông đảo tay đua nữ trên khắp Ả Rập tham gia nhằm thúc đẩy việc lái xe an toàn. Cuộc đua khởi động từ ngày 25 tháng 1 và kéo dài suốt 5 ngày. Đoàn đua phải chinh phục lộ trình gần 1.300 km với những cung đường quanh co tuyệt đẹp khắp đất nước Bắc Phi này. Cuộc đua có sự tham gia của hàng chục tay đua đến từ các nước Ả Rập và ngoài Ả Rập như Pháp, Italia và Tây Sahara. Được tổ chức bởi Hiệp hội Quốc gia về khuyến khích phụ nữ tham gia thể thao và với sự hỗ trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao, cuộc đua mang khẩu hiệu "Tôi đến thăm đất nước không có tai nạn giao thông". Khi tôi nghe nói có một cuộc đua xe hơi dành cho phụ nữ, tôi đã coi đó như một thử thách và tự nhủ tại sao không thử. Người dân ở Algeria thường nghĩ rằng phụ nữ không có kỹ năng lái xe tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cho họ thấy rằng chúng tôi có thể làm tốt được việc này. Với mục tiêu thúc đẩy việc lái xe an toàn, tốc độ giới hạn của cuộc đua là 80 km mỗi giờ và không có người chiến thắng nào được công bố. Dù nhiệt độ nước chỉ khoảng 3,5 độ C, hơn 1.000 người đầy dũng khí vẫn tham dự vào cuộc thi bơi mùa đông trên sông Danube lần thứ 52 ở thành phố Newburgh, miền Nam nước Đức. Trong trang phục đồ lặn, người tham gia đến từ khắp nước Đức và các nước láng giềng như Pháp và Cộng hòa Séc để chinh phục lộ trình 4 km dưới làn nước băng giá. Nhiều người còn mang theo những chiếc bè có hình dáng hài hước. Thật tuyệt vời! Nước không lạnh lắm đâu, rất dễ chịu. Tôi đã tham gia cuộc thi này khoảng 10 lần rồi. Đây đã là lần thứ 48 tôi tham gia cuộc thi này, kể từ khi tôi 12 tuổi. Năm nào cũng thú vị cả. Một số chiếc bè được chế tạo giống với chiếc ô tô nổi tiếng trong chương trình hoạt hình The Flintstones. Những khán giả tập trung hai bên bờ sông để theo dõi cuộc đua đã vô cùng thích thú. Được biết sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1969 nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của dịch vụ cứu hộ dưới nước tại địa phương và rồi trở thành sự kiện thường niên từ đó đến nay.